Chào mừng các bạn đã đến với The Behind Stories. Mình là Sơn Râu. Nơi đây sẽ là câu chuyện về những khách mời đồng ngành với mình trong mảng truyền thông và sự kiện. Họ sẽ chia sẻ về những hành trình làm nghề vô cùng quý giá. Biết đâu câu chuyện của mình sẽ mở rộng con đường sự nghiệp cho các bạn. So, let's enjoy our stories. Chúng ta có hai khách mời. Xin chào hai bạn đã đến tham dự buổi hôm nay. Và Trang Dương hiện tại là Account Director của TBRA Việt Nam. Và kế bên Trang Dương thì hai người đang cùng live chung, đó là Hoàng Phạm. Hoàng Phạm hiện tại là Senior Copywriter của TBRA Việt Nam luôn. Thì hai bạn là đồng nghiệp cũ tại TBRA khi mà còn làm chung với nhau. Thì đó là một chút background về khách mời. Thì cái show này mình sáng tạo ra mục tiêu là để đại khái là ăn theo cái show mà đang nổi tiếng trên online gần đây, đó là The Debrief. Thì cái show này nó sẽ là một cái góc nhìn khác, mà một số góc nhìn mà nó nhỏ nhỏ để mình có thể chia sẻ về những cái câu chuyện mà bị lập brief như thế nào. Thì cái buổi ngày hôm nay sẽ là cái buổi nói chuyện và trao đổi giữa Sơn, Trang Dương và Hoàng về những cái trải nghiệm mà bị lập brief. Vậy thì câu đầu tiên á, thì chắc là trước khi mà ấy thì sẽ hỏi Trang Dương trước. Thì mình sẽ thảo luận cái ý đầu tiên của cái buổi khách hàng lập brief là cái câu hỏi là những cái lý do phổ biến á, là vì sao lại Trang Dương nhận thấy rằng trong cái trải nghiệm mà làm của Trang Dương á, mà khách hàng thường hay lập brief và tại sao? Ok, đây câu của Sơn. Lúc Sơn câu này là bắt đầu Trang Dương đang phải suy nghĩ lại những cái cú lập brief đã từng có trong cuộc đời agency á. Thì nhớ chi tiết cụ thể của một cái case nào đó hiện giờ thì rất là khó để nhớ, nhưng mà nếu mà tổng hợp được những cái lý do mà phổ biến nhất mà khách hàng lập brief á, thì thường nó rơi vào một trong những cái lý do như là thứ nhất á, ở cấp trên của khách hàng sẽ có một cái sự thay đổi nào đó. Họ có thể có sự thay đổi về chiến lược, về kế hoạch marketing, hoặc là đơn giản là họ thay đổi người. Đó là cái lý do đầu tiên, đó là sự thay đổi nào đó trong nội bộ của khách hàng. Cái thứ hai á là một cái tình huống nào đó nó bỗng nhiên xảy ra, nó ảnh hưởng đến cái brief của mình. Chẳng hạn như mình có kế hoạch làm cái sự kiện đó vào tháng tới, nhưng mà bỗng nhiên khách hàng nghe được thông tin là sắp tới có một cái vấn đề xảy ra ở cái thành phố đó, mình không thể nào làm được cái event đó vì một số lý do. Thì cái đó cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc là khách hàng cũng buộc phải lật brief với mình. Yếu tố khác nữa thì nó có thể là liên quan đến một số nhầm lẫn của khách hàng về mặt budget. Đôi khi là lúc mà họ lên kế hoạch về truyền thông hoặc là marketing á, họ sẽ gửi cho agency một cái kế hoạch nào đó và với một cái ngân sách nhất định. Nhưng mà sau khi mà đã thảo luận cùng agency và đưa ra các đường hướng để hoạt động và thực thi cái campaign đó, thì bên khách hàng mới chợt nhận ra là cái ngân sách của mình không đủ. Và họ sẽ báo lại với agency là ôi lẽ ra mình phải làm thế này thế kia, nhưng bây giờ mình phải đổi lại rồi, phải làm sao đây team ơi. Thì đó cũng là một trong những lý do dẫn đến cái việc là lật brief. Đấy, thì Trang Dương nêu ra ba lý do đầu tiên mà Trang nghĩ tới. Không biết là Hoàng có nhớ đến những cái cú lật brief nào khác từ account share lại với team không ha? Thì trong những cái case của em á, mà từng bị lật brief á, thì em thấy là hầu hết á, là nó sẽ rơi vào hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là kiểu như là ban đầu á, khách hàng cũng không có một cái clear idea là họ muốn một cái campaign như thế nào á. Thì cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà team giải brief, cũng như là cái brief mà khách hàng gửi đến cho team. Thì khách hàng nó cũng only human thôi mọi người, nên là sẽ thỉnh thoảng là kiểu nghe xong idea mà nhận ra đây không phải hướng mình muốn đi hay gì đó. Thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là bị lật brief. Hoặc là một cái trường hợp nữa là miscommunication. Thì em thấy là kiểu nhiều khi kiểu khách hàng sợ là nếu mà không đưa hết tất cả các cái thông tin này vào brief thì agency sẽ không có đủ nguyên liệu để mà làm việc hay sao á. Nên là họ sẽ để rất nhiều các cái thông tin vào brief, và at the end of the day là nó sẽ biến thành một cái brief nó khá là kiểu dilute, có quá nhiều thông tin á. Và chúng ta không biết được là nên focus vào cái gì. Thì em thì ở trong hai cái trường hợp đó. Vậy thì với những cái cú mà lật như vậy á, mình đang nói về cái yếu tố như nó là trong nội bộ khách hàng ha. Thứ hai là những yếu tố khách quan là như là những tác động từ bên ngoài. Mà Trang Dương có thể chia sẻ sâu hơn một chút là có những cái cú lật nào cụ thể hơn chút xíu được không? Thì dĩ nhiên ở đây để tránh cho mình cũng còn làm ở cao rất là lâu dài nha, để tránh nghiệp vụ
nghiệp vụ thì chúng ta có thể không cần phải mention tên khách hàng, có thể là mention dạng giống như là ngành hàng thôi. Ví dụ như là khách hàng mà làm về sữa thì chúng ta có thể nói là khách hàng là bán dung dịch uống được. Để nói là bây giờ mà nhớ lại một cái case cụ thể nào thật ra khó lắm nha, tại vì giống như okay. trong cuộc đời mình đã trải qua nhiều cú lật rip rồi á, sau mấy cú đó nó cũng gây lên, mang đến cho mình nhiều cái trải nghiệm sóng gió, nên sau khi cái sự việc đã được trải qua là mình tự động kích nó một cái khu ký ức nào đó. Sở thích nhân vui ở chỗ là nhân vui không có giữ lại cái, không có giữ một cái niềm thích nào với client đó, là cái điểm đúng đó rồi. Thì thôi bắt đầu Sơn share trước cái góc của Sơn đi ha. Tại vì cái job này gần đây cho nên là Sơn share được, vì còn nhớ, còn thật sự là mấy cái job mà nhiều năm trước là không nhớ luôn á. Thì cái lần mà Sơn bị lật gần nhất á là Sơn làm một cái website cho một cái khách hàng là về khu vui chơi ở ngoài ngoài cái mé mà Vũng Tàu á. Thì cái khách hàng đó là họ muốn build một cái website với mục tiêu á là để quảng bá cái khu vui chơi đó, là có rất nhiều hoạt động, là từ chụp hình selfie cho đến hoạt động ăn uống rồi trải nghiệm mua sắm tất cả mọi thứ. Nó là một cái mall, vừa là mall vừa là khu trò chơi xung quanh đó, thường những cái cửa hàng nhỏ nhỏ đồng thời là cửa nhà hàng ăn, và bên cạnh nó có luôn cả cái hotel kế bên khu vui chơi đó nữa. Thì Sơn mặc dù lúc đầu là chưa nhận được cái job luôn, thì Sơn đã đánh tự động đánh xe đi xuống dưới Vũng Tàu để trải nghiệm một ngày thì sẽ rất chịu luôn, để cảm nhận cái khu vực đó. Thì sau khi cảm nhận xong xuôi rồi thì on the way home là đã nghĩ ra cái ý định để làm cái website cho họ như thế nào rồi. Thì trước khi làm website thì lại có làm lại, có điều, có brief lại cho họ, cho khách hàng, là kiểu như là một chuyện như debrief á, là nói về khách hàng, đánh giá về cảm nhận của mình, và based cho cái mục tiêu khách hàng thì mình sẽ offer khách hàng một cái website với hình thức như thế này. Thì để kể kỹ hơn với mọi người á, là sau khi mà cái đối tượng mà ban đầu khách hàng brief á là những người mà tourist, là những người khách đến du lịch, thì cái người tourist đó thì cái mục tiêu của Sơn làm cái website là cho họ được một cái, khi mà họ vào cái landing cái page đầu tiên luôn, là cái homepage luôn, là Sơn mong muốn là họ sẽ có được cái trải nghiệm là sáng họ làm gì, trưa họ làm gì, chiều họ tối làm gì, chiều sáng đi chụp hình ở khu này, trưa ăn ở đây, tối quẩy ở đâu, là thành một cái trải nghiệm từ trên đến xuống dưới, là cái page đầu tiên nó thể hiện cái đó luôn rồi. Khi mà họ muốn explore sâu hơn thì họ bấm click vào từng cái trải nghiệm thì nó sẽ ra những cái chi tiết hơn. Thì đó là original về mặt gọi là cái hướng mà làm cái website. Thì sau khi đã present xong một round cộng thêm làm những cái demo page tất cả xong xuôi hết, thì nó đâu đó nó tốn tiêu tốn hết của mình cho bản thân khoảng 2 tuần. Thì 2 tuần thì cũng không vấn đề gì, 2 tuần là chuyện bình thường. Thì sau khi họp xong thì đến lúc mà present cho cái anh mà gọi là tạm gọi là sếp cao nhất, thì ảnh thay đổi 180 độ nguyên cái cục đó luôn. Thì nó thay đổi, nó không phải đến từ chỗ ghi mặt cái mà ảnh thật sự ảnh muốn á, đó chính là ảnh muốn là target không phải vào tourism, không phải là khách tourist, khách du lịch, mà là ảnh muốn target vào những công ty agency và những công ty du lịch mà sẽ là người đối tác dẫn khách đoàn tới tham gia cái khu đó. Thì rõ ràng là giữa khách, là giữa end user và giữa cái đối tượng là những cái công ty du lịch đó, những cái khách công ty lữ hành đó, thì hai cái đối tượng nó đã khác nhau rồi. Thì ngay lúc thời điểm đó là mình cảm thấy rồi, cái web demo của mình là như xong rồi, như là 3-4 trang demo đó cộng với cái concept, tất cả mọi thứ, cái story mà mình kể cho mọi người đó là xong rồi, và như là không có, gần như là không có xài được. Ban đầu thì khách hàng muốn, mong muốn là làm một cái website nó tương tự như là Jam Center, bởi vì Jam Center, target audience của Jam Center không phải là end user mà một lần nữa là làm trên agency. Thì khách hàng mới mở cái Jam Center ra, khách hàng nói là muốn làm website như vậy đó. Thì cuối cùng là phải restructure lại hết, ngồi làm lại. Là lúc đó là thực sự về mặt cảm xúc á, là mình dedicate cho cái chuyện rất là nhiều, và mình bị down mood luôn. Mình bị down mood, mà cái cảm xúc đó nó bị down mood. Là lúc sau thì mình vẫn làm cái website khác này, và trong tuần này là cái website là đã xong sau 2 tháng rồi, là tuần này là cái website đó. Nhưng mà cái thời điểm đó là cái cảm xúc của mình đó, mình hơi bị down mood trong cái thời điểm đó, mặc dù là cái sản phẩm làm lại
nó cũng khá là tốt, nhưng mà nó còn không được, không không có tất cả những cái cảm xúc của mình từ những ban đầu nữa. Thì đó là cái trải nghiệm của Sơn trong cái lần mà bị lật grip gần đây. Thì đó là cảm xúc của mình đó, chứ mình không có blame khách hàng gì hết, tại vì khách hàng đó mình đã có một cái mối quan hệ rất là thân thiết. Thì cái bài học mà Sơn rút ra được đó là đáng lẽ là nó chính bản thân Sơn Sơn phải hỏi rất kỹ về mặt business của họ, về mặt cái business status của họ kỹ hơn. Có nghĩa là mình đã đủ relationship để hỏi vào cái tình hình kinh doanh rồi, thì dựa trên cái tình hình kinh doanh đó mình có thể hiểu được rằng là à, thời điểm này là khách hàng không có tiền để recruit tourist tới, mà khách hàng chỉ có thể partner với những cái công ty lữ hành để kéo khách tới cho cái chỗ đó của họ nó likely hơn, nó sống động hơn và có nhiều hình ảnh hơn. Rồi, đó là cái bài học rất là lớn khi mà mình làm cái sản phẩm, mặc dù chỉ là có website. hiểu được cảm giác ấy của Sơn. Tại lúc Sơn kể thì Trang sẽ như sẽ nhớ lại một cái cảm giác tương tự mà với một khách hàng khác và một cái ngành nghề khác. Đó là cái lần đó là chắc cách đây khoảng 2 năm thì team agency á, bên mình có nhận được một cái brief pitching của một khách hàng. Thì khách hàng đó là một cái hãng mỹ phẩm. Khách hàng đó là một cái hãng mỹ phẩm mà nổi tiếng trên thế giới và chuyên về những cái đồ rất là thiên nhiên với lối sống xanh. Họ rất là ủng hộ một cái tương lai xanh, một cái thế hệ xanh, một cái lối sống xanh. Và khi mà họ đến thị trường Việt Nam á, thì họ gọi các agency, khoảng 4-5 agency khác nhau để brief về cái kế hoạch launching về cái brand của họ ở Việt Nam. Thì lúc khi mà họ brief á, thì họ share rất là nhiều và nhấn mạnh rất là nhiều về cái tinh thần sống xanh của brand đấy. Đồng thời họ nói là cho cái campaign đầu tiên khi mà họ launch cái brand ở Việt Nam thì họ sẽ giới thiệu luôn một cái dòng sản phẩm vitamin C giúp sáng da, ngừa thâm. Thì đó là cái brief ban đầu của bên khách hàng. Thì khi mà khách hàng chia sẻ những cái mục tiêu, background về business objective, về target audience, về sản phẩm, về brand rất là nhiều như vậy á, thì agency cũng hỏi khách hàng rất là kỹ về việc là vậy thì đối với cái launch này á, thì theo khách hàng thì cái nào nó quan trọng hơn, cái việc là mình giới thiệu cái brand và cái tinh thần của cái brand hay là giới thiệu về cái sản phẩm mới. Thì lúc đó khách hàng nói rất là nhiều về tinh thần của brand. Thì sau khi nhận được cái brief đó thì agency về làm bài thì rất là chú tâm, mình tìm hiểu mọi thứ liên quan đến brand và cái chủ đề sống xanh ở Việt Nam hiện giờ nó như thế nào đối với nhóm target audience của mình. Lúc ấy là Gen Z, thì các bạn đang có những cái mối quan tâm như thế nào và thường các bạn sẽ ủng hộ những campaign như thế nào. Thì mình phân tích rất là kỹ và mình come up với những cái idea nó rất là thú vị. Hôm đi present khách hàng thì team cũng rất là tự tin và trình bày gọi là hết cả đam mê và nhiệt huyết. Mà đặc biệt là thời gian cũng rất là gấp, nên lúc trước đó là creative là cũng kiểu sáng đêm luôn á. Sáng đêm là brainstorm rồi catch up với account rồi làm deck chỉnh chu xinh đẹp tuyệt vời luôn để đi present. Nhưng mà sau cái buổi present đó thì khi mà mình follow up với khách hàng để get feedback á, thì khách hàng có một cái giai đoạn delay và nói là đang discuss nội bộ và chưa trả lời agency được. Thì một tuần sau khi mà khách hàng come back với agency và đưa câu trả lời ấy, thì turn out ra là tất cả các agency đều không deliver đúng cách mình muốn. Thì thế là Trang Dương mới hỏi khách hàng là ủa nếu vậy thì tại sao là agency chưa có deliver được cái khách hàng muốn. Xong Trang Dương cũng recap lại cái brief, cái solution của mình và nó answer cái brief như thế nào. Thì lúc đó khách hàng lại nói là nhưng mà các bạn chưa có hiểu về ngành mỹ phẩm. Đối với những cái brand khác như là những cái brand luxury hay là những cái brand FMCG, khi bạn introduce một cái brand ở thị trường mới, bạn có thể bắt đầu bằng câu chuyện emotional, nói về brand spirit, vân vân và mây mây. Nhưng đối với mỹ phẩm, đặc biệt là với những cái mỹ phẩm mà có những cái hoạt chất mà có tác dụng lên da dẻ, thì cái hiệu quả của cái sản phẩm mới là cái quan trọng nhất. Và khi mà bạn introduce cái brand đó vào thị trường thì mình nên bắt đầu với sản phẩm. Thì lúc đó khi mà mình nghe được cái feedback như vậy từ khách hàng là mình cũng ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Mình kiểu chết, nhớ không, mỗi mình cũng có clarify cái point này với khách hàng rồi. Mà tại sao bây giờ khách hàng lại lật bàn như vậy và tại sao khách hàng lại đổi hướng? Thì khách hàng cũng nói là thực ra khách hàng thì đã nghĩ là agency đều hiểu cái đó. Và khách hàng rất là focus và inspire về cái brand cho mọi người. Nhưng mà đúng như lúc nãy Hoàng nói, nhiều khi á, vì khách hàng sợ là miss nhiều thông tin quá nên khách hàng rip everything. Và trong cái quá trình mà khách hàng rip mọi thứ như vậy thì cái cần highlight nhất
thì mình agency và khách hàng lại chưa có hiểu nhau. Điều đó dẫn đến việc là đó sometimes những cái cú lệch bàn nó xảy ra và lúc đó tất cả các agency đều phải làm lại bài. Nhưng mà đúng là qua cái cú lệch bàn đó thì mình cũng học được một bài học. Tại vì lúc đó mình rất tự tin về cái khả năng của account, của khả năng của planner, khả năng của creative, về cách là mình phân tích brief, mình nhận định vấn đề và mình tự đặt ra một cái bài toán dựa trên cái brief của khách hàng và mình giải nó. Nhưng mà mình quên step back để mình nhìn lại là đúng là đối với những cái hãng mỹ phẩm hoặc là những cái mỹ phẩm mà nó rất là đặc thù với những hoạt chất này kia nọ thì cách approach nào mới là cách approach phù hợp nhất. Đó giờ đã có những cái brand nào mà họ thành công inter những cái thị trường khác nhau với những cái strategy nào, mình phải lên cái đó trước và có thể là mình heads up với khách hàng cái hướng approach đó trước khi là mình đưa ra cái idea của mình, thì biết đâu lúc đó mình lại tìm đúng đường và mình không cảm thấy là mình bị lật rip như vậy. Thì cái đó là cái trải nghiệm trước kia của Giang Như mà muốn share lại với mọi người ngày hôm nay. May là Sơn, cái case của Sơn là không có heads up với khách hàng nữa đó. Nhưng mà bây giờ hỏi Hoàng ra, nhưng mà anh nghĩ là chắc là em có làm job đó đúng không Hoàng? Không, hình như không anh ạ. Không mà. Hoàng là Hoàng lịch biết khách hàng chứ Hoàng không. Ghê vậy. Hoàng lịch no biết khách hàng. Nhưng mà trong những cái lần mà em bị lật như vậy, Hoàng, về mặt cảm xúc của em á, nó sẽ như thế nào, mà nếu như là em cảm thấy như thế nào và những cái tinh thần của em nó ra sao khi mà em bị Cảm xúc quá hả? Thì thật ra em với em á nha, thì những cái lần như thế thì em cố gắng để mà để nó không kiểu ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của team á. Kiểu như nếu mà kiểu mình cứ hang on to những cái kỷ niệm như thế thì mỗi lần mà mình nghĩ idea mình sẽ không thể think free được á. Nên là thường thì bọn em về xong bọn em làm điếu thuốc rồi xả bỏ thôi. nhưng mà cái mà nếu mà ví dụ như là khách hàng lật brief đi thì xong rồi cái thái độ của khách hàng lại còn là kiểu blaming mình hay là gì đấy á, thì những cái lúc đấy thì mình sẽ cần những cái phương pháp kiểu xả giận mạnh mẽ hơn xíu. Vậy cụ thể là em có thể cho một cái ví dụ là những phương pháp mà em hay xả giận ra hết. cái nào nhạy cảm quá không cần kể, nhưng mà cái nào mà em cùng xả cùng team chẳng hạn. Ví dụ như là lần gần đây nhất thì team em đi bắn súng. rồi cuối cùng có dán hình khách hàng lên bia không? Không được. Anh nói đùa thôi. Anh ví dụ như anh là bị cái mood mà nó down quá là anh sẽ có cái thói quen là anh đi sắm đồ điện tử đó. Rồi. Thói quen hao máu hay thế thì hao mòn, nó đi sắm đồ hay có cái bệnh là đi sắm đồ công nghệ, mỗi lần sắm cái món đồ công nghệ thì sẽ cảm thấy đỡ bị đau thương hơn, chữa lành hơn. Hoặc là nếu mà instant quá mà không sắm được đồ công nghệ thì sẽ đi kiếm một cái nhà hàng nó rất là ngon để ăn để bù lại, để quên đi những cái cảm xúc đó. Bọn em thì bọn em không may lắm, nếu mà kiểu như là cái hướng mới của khách hàng mà kiểu nó make sense thì bọn em cũng không có vấn đề. Thật ra là tùy vào cái mức độ lật rip của khách hàng ấy. Và cái giai đoạn của cái việc lật rip đó thì mình sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn như nhiều khi là khách hàng lật rip ở những cái giai đoạn đầu, lúc đó mình đang làm proposal ra 1, ra 2 hay gì đó, thì có thể là mình cũng nói mình cũng có một cái sự ngạc nhiên, sau đó là sau cái sự ngạc nhiên nhiều khi cũng hơi bực bội, nhưng cũng thì sau đó mình sẽ clarify với khách hàng là lý do dẫn đến cái lật rip đó hiểu hơn á, để mình đúng thì khúc đó có thể là mình sẽ bình tĩnh hơn. Còn có cái cú lại grip liên quan đến kiểu như là sự kiện sắp diễn ra, event sắp campaign sắp launching rồi nhưng mà vẫn còn lật kiểu vậy, thì mình rất là kiểu trời ơi, ngày mốt là mình quay phim rồi mà bây giờ mình còn chưa có chốt cái kịch bản này kia kia nọ thì làm sao đây, thì lúc đó mình sẽ rất là khá là căng thẳng. Nhưng mà cái lúc căng thẳng đó thì cái mình cần phải làm là mình vừa phải tự calm mình down và mình motivate team, tại lúc đó thực sự là cũng biết là mọi người cũng rất là mệt mỏi rồi trong suốt quá trình mà từ cái lúc mà hình thành proposal đến khi được chốt cho khi đến được chuẩn bị gọi là tung ra thị trường á, nó là một quá trình rất là dài và mọi người cũng rất là cố gắng. Mà đến bây giờ tự nhiên sắp quay phim đến nơi hoặc là sắp tung ra sản phẩm đến nơi mà có vụ là trip như vậy thì mình biết là mình bị gọi là căng thẳng, một là mọi người chắc cũng căng thẳng mười. Nên thực ra lúc đó mình cũng rất cố gắng để mà tự calm down, kiểu kiếm món gì đó ăn ngon, uống trà sữa cùng team và tìm cách để motivate mọi người.
thì cái đó thường là cái mà mình hay phản ứng lúc mà mình bị lật brief. Mà với em thấy là maybe với quyết định bọn em á, thì cái vụ bị lật bàn là nó không mang lại cảm xúc nhiều bằng cái vụ tiếc thương idea mà đã bị lật. Nghĩa là bọn em không mind nếu mà khách hàng nhật lật bàn, nhưng mà bọn em mind cái idea mà đã bị kill đó. Kiểu như tiếc thương một đứa con. Đúng là uống là nhiều khi idea hay quá mà không có được xài hay uống. Nhưng mà cái này câu hỏi nên hơi ngược chút xíu nha. Có bao giờ mọi người thấy là bị lật brief mà mình thấy vui chưa? Có cái trường hợp nào mà mọi người cảm thấy rằng là khách hàng lật brief là phù hợp không? Hồi xưa hồi em còn trẻ và máu chó thì cũng có, em nhớ cũng có một lần mà kiểu như là cái idea của mình nó không on brief lắm, nhưng sau đến khi mà khách hàng lật thì mình lại kiểu như là cái idea của mình lại là on brief nhất. Đấy là kiểu selfishly thì kiểu yeah I was wrong right. Còn Trang thì nhớ là có mấy cái cú lật brief của khách hàng mà mình cũng mừng, đó là tại vì là nhiều khi cái đề bài ban đầu mà khách hàng cho á, xong mình biết tim cũng bế tắc lắm. Kiểu làm hoài không ra, cái xong kiểu làm hoài không ra, làm hoài không ra, xong đến ngày đến giờ vẫn phải nộp bài thôi. Xong bỗng nhiên khách hàng nói là họ chỉnh lại cái brief lại và cho agency thêm 2 tuần để làm, trời vui lắm, được làm lại từ đầu. Trời ơi vui quá, nghe là thấy vui. Không happy mà đi present là không có sự tự tin, nên được lật brief cũng vui lắm. Nếu mà nó trong trường hợp như vậy. Lật brief là phải extend time thì vui nha. Đúng đúng. Mà lật brief phải extend time. Không, bây giờ nếu mà trong trường hợp đó thì mình sẽ dùng cái từ nhẹ hơn, khách hàng lật brief. Chưa phải lật. Lật là edit brief. Có một suất điều chỉnh. Rồi đúng đúng là cái gì này vui thiệt. Nhưng mà mọi người còn một cái kỷ niệm nào nữa không? Hồi xưa mà mình có làm chung cái job nào với nhau mà có bị dính không ta? Xưa Sơn với Trang Dương là làm cái job mà làm job lớn nhất với nhau là job của một cái khu vui chơi rất là nổi tiếng. không biết cái khu vui chơi đó hồi xưa có lật brief nhiều không ta? Sơn nhớ là xưa Sơn sửa cái đáp rất nhiều lắm á. Thật ra cái lúc đó thì cũng có thể mình gọi là lật brief, tức là những cái objective hoặc là những cái mà thứ mà khách hàng muốn làm á, và ở live với agency thì nó liên tục thay đổi. Kiểu có lúc thì mình sẽ muốn làm một cái playground khổng lồ trên khắp Việt Nam, có lúc thì mình lại muốn làm theo một cái hướng khác, thì mình cũng mất khá là nhiều thời gian với khách hàng đến khi mà mình fine tune được một cái cách execution cuối cùng á. Thì đó là tất cả những gì Trang Dương nhớ. Còn detail thì không có nhớ chính xác lắm. Để cho các bạn khán giả ở dưới mà hiểu về cái case mà mình đang nói tới á, là trước đây là Sơn với Trang Dương có từng làm chung với nhau một khách hàng mà là một cái khu vui chơi được tạm gọi là rất nhiều, nó được đặt ở rất nhiều trung tâm mua sắm lớn ở Hồ Chí Minh, Hà Nội v.v. Thì cái khu vui chơi đó thì giữa Sơn và team Trang Dương thì làm rất nhiều lần cái test là bán cho họ một cái gọi là một cái playground dành cho trẻ em, và một cái gọi là một cái playground mà vừa học và vừa chơi, đại khái là như vậy. Nhưng mà end up cuối cùng á, là cũng may mắn là cũng là execution cái job đó, nhưng mà cuối cùng không phải là cái playground mà cuối cùng là thành một cái vở nhạc kịch. Là message thì cũng around cái chuyện mà vừa học và vừa chơi, nhưng mà nó được translate thông qua một cái vở nhạc kịch. Thì đó là lần đầu tiên trong đời được làm nhạc kịch thiếu nhi. Và cái trải nghiệm đó mặc dù là về phía khách hàng, nhưng mà in the end á, là sau khi làm cái dự án đó xong, mình cảm thấy rằng là mình lên elevate lên mặt emotion của mình. Không nói về phía khách hàng ha, mà về phía chính cái vở diễn đó, cái vở nhạc kịch như vậy đã thay đổi rất nhiều từ trong nội bộ của mình, là những cái trải nghiệm rất là mới. Mà đúng là nhờ cái lật brief đó thì mình mới được làm một thứ thực sự là khác biệt và chưa nay chưa bao giờ mình nghĩ tới và làm tới luôn đó Sơn. Đúng rồi. Tại vì những cái pop up đầu tiên và những cái round đầu tiên mà khách hàng cũng happy, mình cũng happy, lại là những thứ nó common hơn, và cái cuối cùng là một cái mà mình chưa bao giờ làm. Đó lại là một cái kỷ niệm rất là nhớ mãi. nhưng mà cái kỷ niệm nó cũng rất là khủng khiếp khi mà chúng ta chỉ có một tháng để làm nhạc kịch. Đúng vậy. Và cái nếu mà Hoàng có tham gia cái job đó là em sẽ thấy rằng là anh nhạc sĩ anh viết 11 bài trong một tháng. Rồi. Khủng khiếp. Và trong một tháng đó là nhạc sĩ viết xong bài xong
diễn viên tập được nhạc kịch, tập nhảy múa, rehearsal, làm tất cả đạo cụ luôn. Unbelievable. Và cuối cùng là mình diễn là được tổng cộng là 8 show diễn, đúng không? 12 show. À, 12 show diễn. Mấy show ở Hồ Chí Minh và mấy show ở Hà Nội. Và tiếc là sau đó thì mình không có được làm lại một lần nữa cái vở nhạc kịch đó. Và không có nó không có sống được giống như những cái vở nhạc kịch ở nước ngoài. Nhưng mà cũng có làm cái trải nghiệm mà đáng nhớ khi mà làm cái nhạc mà vừa làm digital, vừa làm được cả event và vừa được làm PR nó cũng rất nhiều thứ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đến phần của các khách ở bên dưới. Thì không biết là các bạn khách ở bên dưới, không biết mọi người có muốn chia sẻ hoặc có những cái câu hỏi nào cho Trang Dương, cho Sơn và cho Hoàng ở trên này không? Em thấy bạn Minh Lương có vẻ có nhiều câu hỏi đấy. Thiệt ra là tụi em đại diện cho một bộ phận agency đặt câu hỏi này à. Em có câu hỏi là làm thế nào để không bị lật brief và mình có thể manage được không anh chị nhờ? Anh nghĩ là cái này nó sẽ phụ thuộc vào expertise của account và đặc biệt là các bạn con to như là account executive á. Nghe áp lực quá vậy. Theo chị á là mình không bao giờ là mình có thể 100% prevent tất cả những tình huống lật brief được. Nhưng mà đó là những thứ mình có thể phòng ngừa tốt nhất có thể, giống như là em không thể nào 100% em không bao giờ bị cảm cúm cả, hoặc không bao giờ 100% không có rơi vào một cái crush nào cả, nhưng mà mình có thể phòng ngừa phòng ngừa cái việc quay lại với lại người cũ, ý chỉ là vậy. Rồi thì ý là thường là ví dụ như đối với những cái trường hợp lúc nãy mà anh Sơn và chị cũng chia sẻ một vài ví dụ á, thì để mà mình giảm bớt cái sự lật rip của khách hàng thì mình cố gắng mình nói chuyện với khách hàng nhiều nhất có thể để mình clarify tất cả cái vấn đề mà mình khúc mắc và những cái possible lật có thể xảy ra. Chẳng hạn như mình có thể hỏi kỹ với khách hàng về những cái vấn đề như là rip này là khách hàng đã alignment trong nội bộ khách hàng hay chưa. Mình hiểu kỹ về khách hàng từ business objective, communication objective đến marketing để mình hiểu là tại sao khách hàng lại come up với cái brief này. Mình nắm chắc về ngân sách mà bên khách hàng có thể spend cho một campaign, hoặc là nếu mà trong quá trình giữa mình và khách hàng làm việc với nhau có những cái nội dung nào mà mình cảm thấy chưa rõ thì mình sẽ cố gắng follow up đến cùng đến khi mình ra được câu trả lời. Hoặc trong quá trình mình làm plan với creative mà lúc nào mình cảm thấy chưa chắc, mình cũng có thể heads up với khách hàng để mình double check lại để make sure mình đi đúng hướng. Thì như vậy đến lúc mà mình làm với khách hàng thì khả năng cao là mình với khách hàng on the same page nó cao hơn. Lật rip hay không lật rip đó là do ăn ở, do duyên số. Cái đó là chị không có một cái tips cụ thể nào, nhưng mà mình cố gắng làm những cái đó. Thì cái nếu mà mình không bị lật rip hay là mình bị lật rip thì cái đó là hên xui, nhưng chắc chắn cái mối quan hệ của account với khách hàng sẽ tốt hơn. Bởi vì là cả hai người có rất là nhiều sự trao đổi, mình có cùng một mục tiêu, mình cùng quan tâm đến dự án như nhau, thì khách hàng cũng sẽ feel được cái đó từ agency. Và sau này những cú lật rip của mình cũng sẽ cảm thấy nó êm ái hơn. Đó, thì cái đó là cái suy nghĩ của chị. Cho mọi người một cái tips nữa ha, bổ sung cái ý của Trang Dương một xíu á, là bình thường là Sơn sẽ có một cách nữa để check coi là khách cái tỷ lệ lật rip của khách hàng như thế nào. Đó chính là check những agency đã làm cái campaign trước đó. Check reference. Check reference, giống như là đi phỏng vấn vậy đó. Check reference. Mình có thể check và có thể là check được sâu luôn á, là cái người brief đó là ai, người brief đó làm học ngành học như thế nào, kinh nghiệm làm việc ra sao. Ý là đào sâu rất kỹ như vậy. Và từ lúc người đó vào công ty đó làm thì công ty đó đã có những cái thay đổi như thế nào, và so sánh với cái người ví dụ marketing trước đó là người marketing đó đi với cái style nào và người marketing bây giờ là đi với cái style nào. Họ rất phải check rất là kỹ, rồi check LinkedIn của người ta luôn. Đó, thì đó là những cái cách mà Sơn đã từng làm để có thể gọi là tối thiểu, có nghĩa là giảm thiểu được cái khả năng mà cái grip của mình nó bị đổi. Rồi, đã sharing tuyệt vời. Còn hai câu nữa. Còn hai câu nữa kìa. Thấy Vũ Dung nói là em vẫn đang nghe xem nghiệp của tụi em tới đâu, Vũ Dũng. À, Vũ Dũng ha. Sao đâu em. Không, không sao đâu em. Nếu mà không ai còn câu hỏi nào nữa thì chắc chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc cái room ngày hôm nay.
để cho hai khách mời để có thể đi ăn. khách mời vẫn còn đang ngồi trong công ty và để gửi cho khách mời đi ăn. Và xin thông báo với mọi người, show ngày hôm nay chúng ta bán được tổng cộng 5 vé. Wow. Tương ứng với 5 vé nhưng mà chỉ có một có hai người mua thôi. Còn mấy người kia có mua vé nhưng mà chắc chạy deadline rồi. Chắc bật chạy deadline rồi, nhưng mà không sao, tại vì mình làm event rồi, bình thường mình bán 10 vé thì có 50% đi thôi. Bây giờ mình lấy 5 vé có hai người vô là cũng đúng rồi. Hợp lý. Nên là rớt 50% là hợp lý rồi. Rồi, cảm ơn Trang Dương rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia buổi ngày hôm nay. Thì Sơn sẽ có cái file này và edit lại một chút để chúng ta có một cái bản audio hoàn chỉnh. Xong rồi. Cảm ơn Sơn. Hôm nay cảm đã mời Dương và Hoàng đến để chợt nhớ lại những kỷ niệm đã ở trong ô ký ức. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi podcast hôm nay. Thank you mọi người. Cảm ơn mọi người. Mọi người nha, bye bye. Thank you mọi người, bye bye. Nếu đã xem đến cuốn cùi thì đừng chần chờ gì nữa, hãy chia sẻ với những bạn bè đang tạo nghiệp, ý lộn, tạo nên sự nghiệp ha. Nếu bạn mong muốn nghe về chủ đề nào thì hãy comment cho Sunrow Podcast. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.